Đây là Bùi Văn Phủ, 39 tuổi ở quận Tân Phú và Đào Thanh Bình, 32 tuổi ở tỉnh Đắk Nông vừa bị tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ bàn giao cho công an phường 14 quận 5 để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ ban đầu, vào khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an thành phố thấy Phủ chở Bình trên chiếc xe máy biển số 51I2-2547 trước số nhà 64B Nguyễn Thị Nhỏ, phường 14, quận 5 có biểu hiện nghi vấn nên liền yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong tay Phủ có một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã đưa Phủ cùng Bình, tang vật, chiếc xe máy về bàn giao công an phường 14 quận 5 để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, bước đầu Phủ khai nhận đã cùng Bình qua quận 8 mua ma túy của một phụ nữ. Trước đó, vào trưa cùng ngày, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an thành phố cũng đã lập hồ sơ bàn giao Lục Như Khánh, 37 tuổi. Ở quận 5 và Nguyễn Kim Hiển, 37 tuổi ở quận Bình Tân, cùng chiếc xe máy biển số 54N20335, tang vật cho công an phường 9, quận 5 để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, khi thấy Khánh và Như đi trên xe máy có biểu hiện khả nghi trên đường Ngô Gia Tự, quận 5, các trinh sát đặc nhiệm đã kiểm tra trong người Khánh có một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.